Kế đến là một người nữ ca sĩ mà Kỳ Duyên chắc chắn rằng bao khi nào cô bước lên sân khấu là cũng làm cho sân khấu bừng nóng dậy. Vì cô là một người mà tiếng Anh họ gọi là không phải là chỉ là một người ca sĩ mà còn là một người entertainer, là một người sẽ mang tới cái niềm vui và vừa hát vừa nhảy vừa nói. Mà Kỳ Duyên mê nhất của cô là vì cô là người bạn để uống rượu với Kỳ Duyên. Bao nhiêu lần uống, bao giờ Kỳ Duyên cũng thua hết. Nhưng mà đêm nay, sau show này chắc chắn mình phải trả thù. Xin mời quý vị chào đón nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu. Ahoy! Hồ Lệ Thu xin thương mến chào tất cả quý vị khán giả châu Âu chứ không phải riêng Tiệp Khách đúng không quý vị? Thu qua đây mấy ngày hôm nay và Thu biết là các anh chị ở Anh, ở Phần Lan, ở Đức, ở Thụy Điển cũng qua đây, cho nên là tối nay là Hồ Lệ Thu nghĩ là các anh em nghệ sĩ ai cũng rất là sung, giống như Hồ Lệ Thu bước ra đây mà chưa hát về đó là thấy sung sẵn rồi đúng không quý vị? I love you. Hồ Lệ Thu tính nói là I love you ở tiếng Tiệp nhưng mà học hoài xong bước ra đây cũng quên hết trơn à. Thôi, I love you. Yeah. Thưa quý vị thương mến, thì khi mà Hồ Lệ Thu đến đây thì ban tổ chức cho Hồ Lệ Thu biết là có một cái list mà khán giả yêu cầu Hồ Lệ Thu lâu lắm mới về Tiệp Khách để hát. Và bây giờ thì Hồ Lệ Thu sẽ lần lượt hát những bài hát mà quý vị yêu cầu. Mở màn cho phần trình diễn Hồ Lệ Thu xin mời quý vị đến với nhạc phẩm của nhạc sĩ Khánh Băng được mang tên Sầu Đông. Sao phố phường vắng, từng sầu lạnh buốt đêm trường. Rồi ngày mai sẽ xa đi phương trời, biết đâu trên đường vạn nẻo tư ly, biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay, mà tôi vẫn còn nhớ phút giây ban đầu. Sầu đông con đến
nơi cuối